Vâng, người Trung Quốc thì có một quan niệm là các con số thì liên quan đến cuộc sống của họ, ví dụ như là may mắn hay là không may mắn, chẳng hạn như số 2 thì tượng trưng cho sự hài lòng hay là sinh nở. Vì vậy nó được dùng trong các dịp đám cưới và các đồ vật thường đi theo cặp như là đôi nến, đôi gối hay là hai câu đối trên tường chẳng hạn. Tiếp đến thường là số 6 có âm đọc gần giống như từ lộc, chỉ mọi việc làm đều trôi chảy. Số 8 thì có âm đọc gần giống như từ phát, ý muốn nói tới là may mắn, giàu có, sung sướng. Và quan niệm về các con số may mắn rất phổ biến ở Trung Quốc, đến mức một sự kiện có tầm cỡ thế giới như là Olympic mùa hè năm Bắc Kinh năm 2008 thì cũng được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2008. Vâng, và ngược lại với Trung Quốc thì người phương Tây lại coi số 666 là con số không may mắn. Nó được cho là hiện thân của quỷ Sa Tăng, là biểu tượng của sự không hoàn hảo. Vì thế mà ngày 6 tháng 6 năm 2016 được coi là ngày đen tối. Ngược lại thì số 7 được sử dụng như là một số lý tưởng để biểu thị sự hoàn thiện hay là hoàn hảo về cả linh hồn lẫn thể xác, không giống như quan niệm phương Đông cho rằng số 7 là thất, là con số không may mắn. Rõ ràng là với cùng một sự vật hiện tượng thì những nền văn hóa khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau. Nên có lẽ là những niềm tin này thì cũng không có gì là tuyệt đối cả.